Lương Tri, chàng trai nhân viên văn phòng fan của Đen. Làm gì anh ấy cũng nghe nhạc của Đen, rồi đến một ngày. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Méo chấm công. Sau nhiều ngày, Lân đã bị sếp Nghĩa, một người sếp nhỏ tuổi hơn Lân, mời lên họp. Sao đi làm mà anh quên chấm công hoài vậy anh Lân? Anh tin anh bị đuổi không? Về yeah. Một lần chơi lớn để xem em có chầm trồ. Đéo, anh không mang giày khi đi làm nữa. Đúng, anh là thằng nhóc chứ anh không mang giày. Thì đầu anh không nghĩ quá nhiều điều sâu xa, dối lòng sẽ bị quả bắt nhiều hâu tha. Yeah yeah. Anh không tuân thủ nội quy công ty. Anh là thằng vô trách nhiệm. Nói mình vô trách nhiệm có vẻ không oan. Ừ thì một lần mình là trẻ không ngoan. Anh chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời anh. Sẽ làm mấy đen kéo đến khi trời ngời xanh. Ok anh bị đuổi. Anh nghĩ anh cần cảm ơn em vì những điều mà anh đã nếm trải. Em cho anh việc làm đó anh Lân. Em chỉ mang lại chua cay như là gói mì hảo hảo. Yeah yeah. Anh đừng nói vậy nha, anh cũng được công ty đào tạo mà. Thứ duy nhất mà tao học được là cách xin lỗi và lời cảm ơn. Yeah yeah. Đéo cần cảm ơn, rút khỏi công ty. Ok, nhìn mặt anh đi, em nghĩ anh tiếc em sao? Anh rời khỏi công ty, gia đình anh ai lo? Anh biết họ sẽ như thế nào không? Thế nào? Bố anh hút đến nhiều thuốc, mẹ anh bắt ứng lại nhỏ. Anh có thể có danh tiếng nếu mặt anh dày thêm. Anh có thể có nhiều tiền nếu anh cày ngày cày đêm. Giờ không có công ty nào nhận anh đâu. Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau. Yeah yeah. Em muốn mua mảnh đất trồng tí rau. Có cái ao nuôi cá như vậy được nè chị. Tầm khoảng 1.2 tỷ nha anh. Tỷ 2 mà cũng không mua được hả? Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Rồi mẹ có cho lại con gì không? Mẹ cho tao có 200 ngàn. Giờ mày đòi cho lại mày nữa hả? Đời có qua có lại thì mới toại lòng nhau. Người ta cho mình quá nhiều, mình thì cho cái mẹ gì đâu. Yeah yeah. Giờ mày muốn gì? Sổ đỏ nhà mình đâu mẹ. Yeah yeah. Sao? Anh thấy hậu quả chưa? Sao mày ở đây? Mày không đi làm hả? Sao nghĩ em? Nó muốn về nhà trồng rau nuôi cá nữa xí. Giờ này thấy tim tụi em đi xuống lắm rồi nha. Lo mà đi kiếm người mới, còn không thì làm bùi ở đây. Khổ tụi em quá rồi á. Con người cũng như con chim, sáng kiếm ăn, chiều bay về tổ. Con nào cũng như con nào, chẳng con sướng, chẳng con nào khổ. Rồi, còn đi theo nó luôn đi. Tao đã từng đứng dưới cùng và đã từng biệt vị. Tao đã nhận những lời khen và trả lời biệt thị. Bước vào đời tay trắng, cùng lắm lại trở về với trắng tay. Mỗi lần ta thức dậy, dành một phút để nhìn ngắm mây trắng bay. Đúng, cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau. 1.2 tỷ. Yên tâm, em mua đất rồi. Khi mày yêu cuộc đời sẽ yêu mày đắm say. Nè, mỗi người cục. Em mới đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh, chạy con. Chủ nợ gọi. Dạ em nghe anh ơi. Có tiền trả nợ cho thằng em. Anh em tới nhà mày rồi nè, sao không về em? Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm, tìm hoài tìm mãi nên quên lối về. Yeah yeah. Đồ này ngon ta, đại ca có nói gì nữa. Trời mày được lắm thằng em, mày muốn xem coi trong vườn có dấu bí mật gì không nè. Anh có quá nhiều bí mật, em thì không cần gặng hỏi. Anh sống như là đại dương, em thì không hề lặn giỏi. Yeah yeah, yeah. Im, hàng ngũi nằm trong túi làm cho quần thụng và thấp. Quá quý, anh mang theo hàng ngũi chứ vậy? Tao làm việc của tao, khi tất cả trở thành vấn đề tao để giao làm việc của tao. Mày đừng có để mày thành vấn đề nha con. Anh đại gia cho em khất nợ khoản đó được không anh? Hết tiền, hết bạc, anh không thể cho em được. Hết phiền, hết nhạc là con người anh lúc trước. Bước cái là nghèo. Ủa mà tao từng nhớ là mày thề là mày sẽ trả nợ đúng hẹn mà. Rốt cuộc chỉ là cuộc vui, hết vui nhà ai nấy về. Rốt cuộc tin vào bản thân trước khi tin lời ai đó thề. Yeah yeah. Yeah yeah, yeah, yeah. Ê, cẩn thận với cách mày sống và cẩn thận khi mày chạy râu. Vì tao đã từng thấy 15 thằng đập một thằng đi chung. Đi cá. Dạ lộn rồi. Lộn, 15 thằng đập một thằng tay không. Chịu nhiều vết thương nhất mới đủ sức làm con sói đầu đàn. Con người trong nghịch cảnh càng không được phép chịu đầu hàng. Yeah yeah. Yeah. Má em không về là mẹ em không yên đâu Lân à. Mẹ tao đâu? Đem tiền về cho mẹ. Đem tiền về cho mẹ. Đừng đem tiền về cho mẹ. Mày định làm gì mẹ tao? Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè.
Dạ anh ơi, để em đi xin việc em kiếm tiền em trả anh mà. Nhanh! Để ta vô phỏng vấn trước nha. Yeah, yeah. 5 minutes later. Ủa sao vậy? Hình như ở đây nó không thích gì dư. Dạ, em đến phỏng vấn nè. Chào em. Em kể sơ sơ về siêu ích của mình đi. Năm 12 tao nghe mới đi rắp đít trong tư phương thất bại. Năm 16 không nơi để đi, mọi người xem tao là thằng thất bại. Em trình bày về tính cách của mình đi. Tao có enemy, rất là nhiều thằng enemy. Rất là nhiều thằng enemy, nếu biết tụi nó đang nghĩ cái gì. Còn tao thì vẫn ok. Là ok dữ chưa? Có khả năng đặc biệt gì không? Dạ em biết, ảo thuật. Rồi, thử đi. Umbala alaba trap. Tao còn khiêu vũ như điểm mambo. Đi của tôi chéo tụi anh giang hồ. Nhưng sự thật anh ấy muốn nhảy như được tango. Xuống, làm mẹ gì vậy? Khoan. Sao? Dừng khoảng chừng là 2 giây để biết ông chủ chính là ai đây. Xuống. Cô bị con mẹ mà khùng khùng điên đi trong công ty tôi vậy. Vì nhiều ngày tháng muôn đô và một mình trốn trong nhà. Nhiều lần lại làm tao bán thêm đô và lồi làm với ông già. Người tình ngày nào đây bước theo chồng rồi tan một giấc mơ hồng. Ô! Cút khỏi công ty đi. Thật là cảm ơn vì đó là beautiful day. Nhiều điều đẹp quá cơ, ta cùng nhau on stage. Go! Mày đã kiếm được việc làm chưa? Dạ, dạ. Mày lấy ra 5 điếu. Ủa, 5 điếu chi anh? Một điếu cho anh em người cùng con vào sinh ra tử. Một điếu cho cha mẹ tội bất hiếu này khó tha thứ. Một điếu dành cho trời. Một điếu dành cho đất. Một điếu cho những người lạy trước bàn thờ khi mày mất. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Là cảm ơn vì đó là beautiful day. Nhiều điều đẹp quá cơ. Đã quá. Ai gọi này vậy? Anh đang ở đâu vậy? Nhà ngay coi. Béo vậy. Mày là đi nhậu bỏ giờ bỏ con đúng không? Dạ, mày biết đau hả? Tao mẹ không biết đó. Mình chưa từng khóc là mình chưa từng biết đâu. Vậy để anh cho em biết. Anh với chị gái tôi mới cãi nhau nữa hả? Khóe mi anh lệ tuôn thầm cay. Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Làm gì buồn? Tay anh làm gì đổi vậy? Hai tay anh ôm xương rồng rất đau. Cái mặt của tôi là xương rồng quay hả? Mình giấu với chị tao hả? Đâu phải lần đầu đâu mà tụi bay bất ngờ. Đau mấy lần rồi. Thật sự đau rất nhiều lần. Nhắc đến là buồn mà chẳng hiểu là tại sao. Mẹ mày dám đánh chị tao? Vậy mày còn dám cười nữa hả? Anh nghĩ là ai mà dám đánh chị tôi vậy còn cười đó hả? Vậy anh là ai thế em mà em ơi? Là ai mà sao anh khóc cũng giống như cười. Mày cười chứ mày khóc cái mẹ gì? Anh cũng nhắm mắt cho qua không nên kể nữa vì anh đã lời. Nó còn làm gì chị nữa? Chị kể mẹ ơi. Nay lãnh lương đúng không chồng yêu? Nay công ty trễ lương. Thì tối ăn bánh mì. Tối ăn bánh mì. Bánh mì không, không có thịt luôn. Chân anh lang thang kiếm ra mà không. Trốn nước mắt chào. Thì em bây giờ nơi đâu? Trên đâu? Anh đôi tay anh đi. Anh kêu hoài sao em không nghe thấy. Giờ ngủ chưa em? Mắt đã thầm bờ môi khô rồi. Mày nghĩ mày đấm hơi vậy dễ ngủ lắm hả? Anh xin lỗi. Cút, cút đi. Còn buồn không em? Sao đêm về lặng im một mình? Tao một mình kể tao. Tao khóc kể tao. Chuyện buồn quá chưa? Đừng khóc nữa, nước mắt không thừa. Tôi mệt mỏi dây quá rồi. Chia tay đi. Em ơi em ở lại. Ở lại với anh đi em ở lại. Méo. Đó, nó đi làm về chậm luôn, tôi cho nó ăn bánh
Hay xỉn rồi vậy, đi đường quyền với tao nữa. À, đừng nói yêu được chị tôi là giấc mơ của anh mà. Mà gì? Mà đời đâu như anh mơ, đâu như anh mơ. Nghĩa, Nghĩa bỏ đi em. Nó đối xử với chị vậy mà chị còn bính nữa hả? Lâm, em đã chọn cho anh một cô người yêu mới, đúng với ý của anh. Chào baby. Nắm tay em đi, nắm đôi tay em đi, em kêu hoài sao anh không nghe thấy. Giỏi, vô phòng làm dài đường quyền giao lưu đi baby. Chào các bạn đến với chương trình Bạn Khoái Hẹn Hò. Và bạn nam chúng ta ngày hôm nay là anh Lâm 97. Rồi em giới thiệu cho mình đi. Và ba của anh là lính, má anh từng là cán bộ. Anh không cho phép mình khóc, xe có hư cũng ráng độ. Cha là lính, má là cán bộ mà em cũng đi độ xe nữa. Dạ tại quê em nghèo, xe hư không sửa được, phải đi độ. Ủa quê anh ở đâu mà hư xe không có tiền sửa vậy anh ơi? Quê ở đâu vậy? Bạn nữ hỏi. Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó, đó khu nghèo khó đó, có khu nghèo khó đó, khu nghèo khó đó, má nó nghèo em ơi. Gì mà nghèo dữ vậy? Bây giờ chuyển chủ đề đi, có mối tình nào chưa? Nhớ đến lòng này còn ngập ngừng, nhớ đến lòng này còn bồi hồi. Vậy là có rồi ha, kể đi em. Nhớ đến lòng này còn ngập ngừng, nhớ đến lòng này còn bồi hồi. I love you. Kể đi ông nội nhập đường hoài. Ngày hôm ấy người đã nói lời chia tay, lệ hoen cay, lòng đau nhói chẳng thể khóc. Thôi con trai mà chia tay có gì đâu mà than như vậy. Nhiều lần vẫn quen trong đêm bật khóc, cô đơn gần kề mây làm hạt trên lối về. Thôi. Rồi bây giờ mình lên đây kiếm người yêu mới, ok không? Dạ ok. Giờ mình tới cái phần người thân nhận xét. Thì hôm nay em đến chương trình với ai? Dạ em đi với mấy người chú của em. À, chú. Thằng cháu tôi nó giỏi lắm, nhìn nó không có cảm tình nhưng mà ra thì nó sống rất là tình cảm. Ủa? Mấy ông chú coi nhìn ông vậy chứ mà tiền cá bóp ấy, đừng có giỡn nha mấy má. Nhìn trước phát chứ mà đùa với ổng coi chừng ông chọi cho thấy má thấy ba à nghe. Rồi hôm nay bạn nữ đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với bạn thân của em ạ. Theo em thấy á, nếu mà không tiếc về ngoại hình, tính cách, giọng hát và thái độ thì thấy anh này cũng ok. Cái gì đang diễn ra vậy? Rồi bây giờ mình sẽ cho hai bạn thấy mặt nhau nha mọi người. Ủa anh thấy học ngoại không? Đây đi. Anh em phía sau, tay không? Chụp quay em đi vậy? Em tặng anh cái đèn ngủ nhấp nháy mỗi tối á. Anh tặng em cái gì vậy? Gửi tặng em màu son cỏ dại, chút bình yên trên môi bỏ lại. À, em muốn có một mối quan hệ lâu dài à. Anh có suy nghĩ gì về mối quan hệ của tụi mình sau này không? Thiên lý ơi, anh chỉ mong người bình yên thôi. Nắm tay ghi chặt đôi môi, rồi ngồi thương đôi. Em thấy anh cũng rất là thích hát, nhìn cũng rất là nghệ sĩ. Không biết là anh còn tài năng gì nữa không? Anh có thể vẽ em thật kiêu sa, nếu ngọc ngà trên áo còn thêu hoa phúc chặn lòng anh cứ tưởng là khi xa. Anh có tài năng gì khác không anh? Em biết nói tiếng Tây Ban Nha. Anh nói thử em nghe. Hola Messi, estamos contento. Chào Messi, rất vui được gặp bạn. À anh cho em hỏi lúc nãy anh nói là anh đang ở vùng khu nghèo khó đó, đó khu nghèo khó. Thôi được rồi anh. Anh cho em hỏi là cuối cùng thì quê anh ở đâu? Quê tôi Bến Tre, nơi có sông, tháng năm dài những ngày giải phóng. Rồi dân miền Tây rồi anh có nhậu nhẹt gì không anh? Dạ miền Tây phải biết uống rượu chứ không biết là bài bài. Đi chân đất đi cho nó lành chứ thấy mang guốc là sai sai. Rồi nhậu nhẹt. Bạn nữ bên đó có chấp nhận bạn nam nhậu không em? Dạ một ít thì được. Rồi sao em nhậu nhiều không? Chơi phải chơi cho hết, chơi đến khi tôi lấp, chơi đến khi tôi bớt, còn thêm mấy chai khui hết. Vậy thì anh nghĩ nếu mình quen thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được?
Cái tuổi của anh vẫn còn đi học, nhưng nếu em thích thì sáng thưa rước em về bỏ vào tủ kính sung sướng cuộc đời đó, nghe chưa? Bỏ vô tủ kính là cái mẹ vậy ông nội này. Thôi bây giờ mình nói cái lời gì tỏ tình với bạn nữ đi. Em có biết tại sao trái đất hình tròn không? Tại sao? Tại vì có em làm tâm điểm á. Nhạc. Thôi mình tỉnh nhé, mình tỉnh. Lát quay cho xong chương trình đi em. Lát. Này 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 em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ở lại mà yêu được không, yêu được không, yêu được không. Giờ nói chuyện em tốt nè. Nhà bạn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Cưới nhau về Bến Tre rồi em có lo được cho bạn nữ không? Nếu em có về, anh sẽ mang hết những suy tư, mang hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư. Em! Dạ có, em lo, em lo. Thôi bây giờ mình trốn một câu được rồi, mình bấm nút luôn nè. Mình hãy ngồi lại với nhau đi, chuyện cho một chút mai khi dòng thời gian vô tình người mang nơi đó anh chờ em. Vậy thì chúng ta sẽ yêu nha. Rồi bây giờ hai bạn để tay nút bấm nha. Rồi, bạn nữ không bấm. Ủa em nói là chúng ta sẽ yêu mà. Chúng ta sẽ yêu nhưng đáng tiếc là ai khác. Không phải nhìn nhau nữa đâu, duyên tình mình giờ phai nhạt. Mình có thể bấm lại một lần nữa được không? Bấm lại nữa chi anh? Một lần nữa để biết cho em. Một lần nữa để nhớ tên em. Một lần nữa thôi, một lần nữa thôi, một lần nữa. Ok, em sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng mà em hỏi anh á, lại có chấp nhận một cô gái nó không có việc làm giống như em không? Cũng ok. Ủa nhưng mà em không có thu nhập gì luôn hả bé? Em không đi làm nhưng mà mỗi tháng em vẫn nhận được 5 triệu. 5 triệu? Tiền gì? Bí mật. Anh chúc em yên bình mỗi tình mình, hẹn em kiếp sau. Em còn đi học, mẹ em cho tiền em. Không yêu thôi. Thiên lý ơi, em có thể lại đây không?